Ngoài những thông tin chính trên thì chương trình sẽ còn rất nhiều những tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị, tại phiên họp thứ 36, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất cho phép các cơ quan địa phương được thực hiện song song hai quy trình lập, thẩm định, công nhận kết quả đánh giá tiêu chí phân loại đô thị, đánh giá trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị với công tác lập, thẩm định đề án sắp xếp đơn vị hành chính đây là giải pháp đơn giản hóa về quy trình thủ tục thay vì phải hoàn thành hồ sơ về đô thị rồi mới tiến hành quy trình lập thẩm định đề án sắp xếp đơn vị hành chính như trước việc này sẽ giúp các địa phương đẩy nhanh tiến độ trình chính, chính phủ ủy ban thường vụ quốc hội để lập thẩm định và trình các đề án có liên quan góp phần quan trọng hoàn thiện bộ máy hành chính định rõ mục tiêu và phương hướng phát triển chủ động với các kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng bảo vệ các tài nguyên như đất đai kêu gọi đầu tư Do được ban hành theo trình tự thủ tục rút gọn, Ủy ban pháp luật đề nghị dự thảo nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định chuyển tiếp để giải quyết một số trường hợp cụ thể. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 82 hôm nay, đoàn kiểm tra của Bộ Tài nguyên và Môi trường đã làm việc với hai huyện Thanh Oai và Hoài Đức về cuộc đấu giá đất gây xôn xao dư luận diễn ra vào ngày 10 tháng 8 và 19 tháng 8 vừa qua. Nội dung kiểm tra bao gồm việc chấp hành các quy định về xác định giá khởi điểm, đánh giá sự phù hợp giá trúng đấu giá với giá đất thực tế trên thị trường, điều kiện trình tự, thủ tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, kiểm tra thực địa khu đất được đưa ra đấu giá và các nội dung khác có liên quan. Trước đó, tại công điện số 82 ban hành ngày 21 tháng 8, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố ra soát lại công tác tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn, bảo đảm đúng pháp luật, công khai, minh bạch, báo cáo Thủ tướng trước ngày 30 tháng 8. Trước đó, tại hai phiên đấu giá ở Hoài Đức và Thanh Oai đã ghi nhận sự trả giá cao bất thường, gấp 8 đến 18 lần so với giá khởi điểm. Dư luận đang đặt nghi vấn về tái diễn chiêu trò trả giá cao để tạo sốt đất ảo, gây nhiều hệ lụy cho nền kinh tế. Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, huyện Hoài Đức đã quyết định dừng hai cuộc đấu giá đất với tổng số 52 thửa đất, tất cả đều ở xã Tiền Yên, Cụ thể, 20 thửa đất thuộc lô liền kề 01 và liền kề 02 dự kiến được đấu giá ngày 26 tháng 8 có diện tích từ 89,6 đến 145,6 m2. 32 thửa đất thuộc lô liền kề 05 và liền kề 06 theo kế hoạch sẽ được đưa ra đấu giá ngày 9 tháng 9. Các thửa đất đều có giá khởi điểm 7,3 triệu đồng một mét vuông, tương tự ở mức của 19 lô đất đấu giá hôm 19 tháng 8. Khách hàng đã mua hồ sơ đặt cọc tiền để tham gia sẽ được bảo lưu hoặc hoàn trả lại tiền theo đúng quy định. Ngoài việc tạm dừng hai cuộc đấu giá đất trên, theo kế hoạch, trong tháng 8 này, nhiều huyện khác trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục tổ chức đấu giá. Theo kế hoạch đã công bố, ngày 29 tháng 8, huyện Phúc Thọ sẽ tổ chức đấu giá cho 30 thửa đất thuộc khu Dộc Tranh, xã Trạch Mỹ Lộc. Mức giá khởi điểm là 23,4 triệu đồng trên 1 mét vuông. Ngoài ra, còn có 9 thửa đất khác tại khu Đồng Phương, xã Thọ Lộc. Mức giá khởi điểm là 19,8 triệu đồng trên 1 mét vuông. Cũng trong ngày 29 tháng 8, huyện Quốc Oai sẽ tổ chức đấu giá cho 4 thửa đất có diện tích từ 324 đến 640 m2 tại thôn Trán Voi, xã Phú Mãn. Ngày 30 tháng 8, huyện Mỹ Đức sẽ đấu giá cho 24 thửa đất tại xã Suy Xá và Lê Thanh. Các thửa đất có diện tích từ 76 đến 140 m2, giá khởi điểm từ 2,5 triệu đến 3,5 triệu đồng trên 1 m2. đấu giá đất ở hà nội đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận trong khi các cơ quan chức năng đang vào cuộc để thanh kiểm tra xem có hay không vi phạm và lỗ hồng từ việc đấu giá đất ở vùng ven hà nội nhiều phân tích đã được chuyên gia đưa ra cho thấy việc trả giá cao tới bất thường là một sự mạo hiểm rất lớn của các nhà đầu tư khuyến cáo người mua hãy cảnh giác với con sóng đầu cơ này với người mua có nhu cầu ở thực cần bình tĩnh để xem xét đúng giá trị đất trên thị trường chung trước khi quyết định ghi nhận của chúng tôi tại cùng khu vực Hoài Đức và Thanh Hoài, đất thổ cư hiện được giao bán chỉ ở ngưỡng trung bình 1 phần 2 so với giá cao nhất được bỏ ở các cuộc đấu giá ngày 10 tháng 8 và 19 tháng 8. Trước hiện tượng lợi dụng đấu giá đất để trả giá cao tạo sốt ảo, một chiêu trò quen thuộc của giới đầu cơ cây bất ổn cho thị trường bất động sản thời gian qua yêu cầu khẩn trương điều chỉnh chính sách thuế đánh thuế cao đối với bất động sản thứ hai một lần nữa nóng lên. Từ thực tế tại các quốc gia cho thấy nếu chính sách này được áp dụng sẽ hạn chế được nạn đầu cơ bất động sản, từ đó gia tăng hiệu quả sử dụng đất. Tuy nhiên, đối với những khó khăn trước mắt thì việc xây dựng chính sách này không hề đơn giản. Những khu đô thị ma không có người ở. Nhiều khu đất sau đấu giá vẫn bị bỏ hoang những dự án chậm tiến độ hàng chục năm. Đặc biệt, tình trạng thổi giá tạo sóng bất động sản ngày càng gia tăng. Đó là hệ lụy của tình trạng đầu cơ găm đất làm méo mó thị trường bất động sản. Thuế bất động sản của Việt Nam là quá thấp. Người ta ôm bất động sản nhưng người ta chả mất đồng thuế nào cả. Phải có cái thuế sở hữu bất động sản thì mới có thể tiêu tiết được cần thiết phải có những cái quy định về cái việc là đánh thuế nó cao với những cái tài sản mà không đưa vào sử dụng hoặc đưa vào sử dụng không đúng mục đích. Đầu cơ bất động sản thường được hiểu là nhóm khách hàng tham gia vào thị trường khi xuất hiện những cơn sốt nhà đất. Họ thường mua vào nhằm mục đích tạo sự khan hiếm, đẩy giá lên cao hơn nhiều lần so với giá lúc bình thường rồi bán nói cách khác đầu cấp bất động sản là việc mua bán bất động sản rồi thổi giá sang tay trong thời gian ngắn hoặc mua bất động sản sau đó ghim hàng đẩy giá hoặc chờ giá lên rồi bán dòng tiền thay vì đầu tư vào sản xuất kinh doanh tạo ra hàng hóa và việc làm cho nền kinh tế thì trôn vốn trong bất động sản trong một thời gian dài tại các thành phố lớn nhiều khu đô thị dù có vị trí đắc địa vẫn bị bỏ hoang nhiều năm do tình trạng đầu cơ đó là một cái sự lãng phí nhưng cái điều quan trọng hơn như đã nói ấy, nó tạo ra cái sự nhích nhác cho cả một cái đô thị đánh những cái thuế sử dụng đất nó cao hơn thậm chí cao gấp bốn năm lần so với những cái phí cái thuế sử dụng đất với những cái nhà ở mà đã sử dụng nó là cái điều mà cũng chúng ta cũng nên tính đến và thậm chí có thể chúng ta đánh cái mức như cái tiền thuê đối với cái diện tích đất và diện tích xây dựng mà chúng ta đang có. Rõ ràng, chính sách đánh thuế sẽ là công cụ hiệu quả để loại trừ tình trạng đầu cơ đang gây nhiễu loạn thị trường bất động sản. Khi chi phí sở hữu nhà đất thứ hai tăng lên, người có ý định đầu cơ phải cân nhắc kỹ hơn sẽ giúp giảm số lượng nhà đất bỏ hoang và tăng khả năng tiếp cận nhà ở cho người có nhu cầu thực. Ngoài ra, việc đánh thuế trên sẽ giúp xây dựng mặt bằng giá bất động sản hợp lý, không bị thổi phồng, đẩy cao phi lý như hiện nay. Thực tế, nhiều nước trên thế giới đã áp dụng thành công chính sách đánh thuế cao đối với bất động sản, đặc biệt là bất động sản bỏ hoang. Do vậy, giá đất so với thu nhập bình quân đầu người không tranh nhau quá lớn. Điển hình như tại Vương quốc Anh, chính phủ áp dụng chính sách thuế đối với tài sản thứ hai nhằm kiểm soát thị trường bất động sản và hạn chế đô cơ. Ở Anh còn có chính sách về thuế công ích với mức thu tùy thuộc vào từng địa phương và giá trị tài sản. Ví dụ một căn nhà loại B tại Abingdon phải đóng thuế công ích tương đương 5,4 triệu đồng một tháng. Theo luật mới từ 2025, thuế công ích này sẽ tăng gấp đôi cho căn nhà thứ hai. Các căn nhà bỏ hoang được miễn thuế công ích 2 năm đầu, nhưng từ năm thứ ba sẽ phải đóng thuế công ích địa phương. Chi phí bảo hiểm nhà cũng tăng theo thời gian bỏ hoang. Tại Anh, mua bảo hiểm là bắt buộc nếu cần các hỗ trợ tài chính khi mua nhà. Singapore lại là một điển hình khác về việc sử dụng thuế để điều tiết thị trường bất động sản. Khi thị trường nóng lên, chính phủ áp dụng các biện pháp như tăng thuế trước bạ và thuế tài sản bổ sung. Mức thuế tài sản bổ sung 20% giá trị bất động sản được áp dụng đối với công dân Singapore và 60% đối với người nước ngoài mua bất động sản thứ hai tại Singapore. Còn tại Pháp, nơi ở thứ hai được hiểu là bất kỳ ngôi nhà nào không phải là nơi ở chính. Một người chỉ có thể có một nơi cư trú chính, cho dù thuê hay sở hữu. Vì vậy, bất kỳ bất động sản nào khác mà bạn sở hữu đều được coi là thứ yếu và được tính vào mục đích thuế. Theo đó, ngôi nhà thứ hai phải chịu thuế nhà ở được tính trên cơ sở giá trị cho thuê của tài sản. Mức thu từ 1 đến 15% tùy theo từng đô thị có thể được áp dụng. Kể từ năm 2015, các thành phố đánh thuế tài sản bỏ trống cũng có thể tăng 20% trên phần đóng góp thuế nhà ở mà họ nhận được cho nhà ở thứ cấp. Chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, dù chưa được bàn giao nhưng công trình nhà văn hóa ở phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm đã có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng. Theo ghi nhận, toàn bộ diện tích tầng mái, tầng 3 của nhà văn hóa đã bị quây kín. Lập mái tôn xốp và trần thạch cao, ngăn thành các phòng kiên cố với đầy đủ tiện nghi như bếp nấu ăn, khu vệ sinh khép kín để cho thuê. Dù rằng, trong thiết kế của dự án không có bất kỳ hạng mục nào dành để cho thuê. Nhiều người hiện đang ở đây nói với phóng viên họ đang trả 7 triệu đồng trên một tháng khi thuê phòng. Còn lãnh đạo phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm cho biết đến nay vẫn chưa tiếp nhận bàn giao dự án này. Lãnh đạo phường cũng đã thừa nhận trách nhiệm trong việc giám sát quản lý hoạt động của nhà văn hóa. Trong khi đợi giải quyết rứt điểm thì nguy cơ mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy, chiếm dụng lối thoát hiểm, thoát nạn của người thuê trọ tại công trình vẫn luôn thường trực. Một sai phạm khác cần phải kể tới đó là trong quá trình thi công tầng hầm của dự án tại ô đất ký hiệu CT2 tại phường Long Biên, quận Long Biên. Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và xây dựng Delax Hà Nội đã gây sạt lở, lún nứt vỉa hè, gây nứt gãy mặt đường Điều đáng nói là dù đã được chính quyền xử phạt 180 triệu đồng, nhưng đường Cổ Linh vẫn chưa được xử lý khắc phục tình trạng lún nứt. Bên cạnh đó, đơn vị thi công còn tự ý dựng rào tôn, lấn chiếm vỉa hè và tuyến ngõ vào chợ Tư Đình, gây ảnh hưởng giao thông và an toàn cho người đi đường. Có lẽ chế tài xử phạt trong các trường hợp như thế này vẫn ở mức thấp, không đủ sức gian đe và sẽ còn gây nên nhiều hệ lụy những thông tin trên đã khép lại bản tin nhà đất và đầu tư ngày hôm nay của chúng tôi cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại